Chào cả nhà, hôm nay buổi sáng ra vườn thấy cây hoa trà mi, hoa nở, màu đẹp quá cả nhà ơi. Nên là quay lại video chia sẻ với mọi người cùng coi cho vui. Thì đây là giống trà mi. Trà mi này á là cái dòng trà mi tứ quý nha mọi người. Thì cây này mình trồng cũng một năm rồi. Thì mình theo dõi mình thấy là hoa có quanh năm nha. Đặc biệt cái dòng trà mi tứ quý này thì liên tục trên cây lúc nào cũng có nụ và có hoa. Đó. Khác với dòng mà trà mi một vụ ha. Dòng trà mi một vụ thì nó chỉ ra vào mùa Tết thôi. Còn trà mi này thì nó sẽ có quanh năm. Đây là những cây trà mi giống. Những cây này là để bán cho khách. Thì cái dòng trà mi này màu hoa rất là đẹp. Và đặc biệt là cây thì phát triển cứ từ từ, chậm chậm, và cái lá thì rất là ít rụng. Chính vì vậy chúng ta trồng làm cảnh bonsai thì sẽ rất là đẹp. Cái lá của nó rất là lâu rụng nha cả nhà. Và khi hoa nó cũng từ từ nó nở rồi nó từ từ nó tàn. Và mình thấy giống trà mi này là trồng ở khí hậu nắng nóng của miền Nam chúng ta rất phù hợp, cây phát triển rất là tốt và hoa quanh năm. Rồi hôm nay chia sẻ chút xíu cho mọi người cùng coi ha.